video giới thiệu chi tiết về sản phẩm máy hàn gia xích ALC 250A thì em xin phép được test máy các bác nhá. Máy rất là khỏe đó, hàn không bị dính các bác nhá. Đấy em dùng que thổi này. Đấy hàn không bị dính nhá. Dòng điện ra rất ổn định nhá. Vâng, vừa rồi em test qua bộ sản phẩm máy hàn gia xích ALC 250A thì các bác thấy nào, máy nhỏ nhưng rất là khỏe đúng không ạ? Trong quá trình hàn, các bác hàn que 3 ly 2, 4 ly, thậm chí là 4 ly, que hàn sẽ không bị dính nhé, vì dòng điện nó ra ổn định. Về bộ sản phẩm máy hàn gia xích ARC 250A, bên cửa hàng em đang bán với giá là 1.250.000 đồng. Nhưng trong video này em dành ra 20 bộ duy nhất gửi tới các bác với giá cực kỳ ưu đãi, chỉ 1.090.000. 1.090.000, các bác có ngay bộ sản phẩm máy hàn gia xích ARC 250A. Thì bộ sản phẩm đầy đủ của nó gồm một thân máy lặng 2.8 các bác, một thân máy nặng 2.8, có mo hàn. Đó, có mo hàn, có dây mát. Dây mát này dài 2 m, có kìm kẹp và đầu của nó đầu cài các bác nhá, sử dụng đầu cài nhỏ. Đó. Dây hàn thì dài 3.5 m, có kìm kẹp và cũng cái đầu phần đầu cắm là đầu cài các bác nhá, rất tiện dụng cho quá trình các bác tháo lắp. Rất dễ dàng tiện dụng. Đó, có gậy đánh sỉ. Có gậy đánh sỉ này. Điều về khi mua hàng thì bên em cũng để kèm 2 que hàn 2.5 ly trong máy để các bác bỏ nhận hàng, các bác được bỏ máy kiểm tra test thử, tức là hàng thử luôn. Nếu sản phẩm hoạt động ổn định giống quảng cáo mình thanh toán tiền, còn không mình sẽ trao hàng quay đầu. Ở đây em có tháo sẵn máy hàn gia xích ARC 250A ra, xem nội thất của bên trong của máy thì máy sử dụng 4 tụ các bác nhá. 4 tụ này, 4 tụ rất là to. Đấy, 4 tụ to nhá và có mã vạch trên từng tụ một. Đó. Cuộn kháng là dây bên em cam kết 100% dây đồng. Cuộn kháng to nhá. Hệ thống tản nhiệt của máy nó rất là tốt. Đấy các bác cứ nhìn này, hệ thống. Đây. Nhà thiết kế nhà sản xuất có làm hệ thống tản nhiệt rất tốt, tức là mình hoạt động liên tục trong vòng 3-4 tiếng đồng hồ máy chỉ ấm không nóng, không có hiện tượng nóng các bác nhá. Hệ thống tản nhiệt của máy rất là tốt. Đó. Đây là dòng 250A. Để điều chỉnh, đây là núm điều chỉnh. Dòng da của phù hợp với các vật liệu khi các bác hàn nhé, ví dụ vật liệu mỏng hay vật liệu dày, các điều chỉnh cái lúm ở đây. Đó. Vâng, em xin phép được báo giá lại, chọn bộ sản phẩm máy hàn gia xích ARC 250A thì bên cửa hàng em đang bán với giá là cực kỳ lãng, chỉ 1.090.000. Vâng, các bác nhanh tay đặt hàng đi ạ, chỉ 1.090.000 các bác có ngay bộ sản phẩm máy hàn gia xích ARC 250A để đưa hàng. Nó chỉ đơn giản, các bác liên hệ bọn em theo số hotline hiển thị trên màn hình hoặc để lại comment dưới phần bình luận, đội ngũ nhân viên bên em sẽ gọi lại hỗ trợ các bác đặt hàng cũng như tư vấn cụ thể hơn về sản phẩm.